cùng bất chấp lệnh cấm của Mỹ. Theo báo cáo từ Huawei, tổng doanh thu giai đoạn quý 1, quý 3 đạt 610,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 86 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở mảng smartphone, Huawei đã xuất xưởng 185 triệu chiếc trong 3 quý đầu năm, tăng 26% so với năm trước. Huawei không cung cấp số liệu cụ thể doanh số smartphone trong quý 3 năm 2019, nhưng một nguồn tin ước tính cho thấy hãng smartphone hàng đầu Trung Quốc đã xuất xưởng khoảng 67 triệu máy trong quý này, tăng 13,5% so với quý 2 năm 2019 với chỉ 59 triệu chiếc. Đây là lần đầu tiên Huawei có doanh số smartphone tăng kể từ khi hãng này bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Báo cáo cũng cho biết, Huawei đã có hơn 60 hợp đồng thương mại 5G với các nhà mạng trên toàn thế giới. Ngoài ra, có hơn 700 thành phố và 220 công ty Fortune 500 đã hợp tác với Huawei cho nền tảng kỹ thuật số Horizon. Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Tập đoàn này đã bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ, chung khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới lần lượt áp các mức thuế cao đối với sản phẩm của nhau. Hồi tháng 5 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt Huawei vào danh sách đen, ngăn chặn tập đoàn này mua linh kiện và công nghệ của các nhà sản xuất Mỹ.